84 tuổi, bán đây khoảng từ năm nào? Bán đây lâu rồi. Bà bán đây lâu rồi hả? Bán mới có hai đứa con là bán rồi. 80 mấy tuổi mà giờ đây đáng lẽ là ở nhà dưỡng da rồi, giờ còn bán này các bạn. Bà bán chủ yếu là bí. Bán giờ dạ. Hôm qua. Dạ. Đi chợ bán kiếm bữa ít chục người mấy người bắt máy. À nhà bà mấy người con? 7 người con mà sao con cái lo chứ sao giờ 80 mấy tuổi còn đi bán? Nhà riêng hết rồi, cũng lo con đâu chứ. Dạ. Ba người có tật là bà chỉ nuôi. Quậy nuôi ba nhà, ba người con có tật. Có tật sao bà? Có tật hai cái chân này nè, đi cà nhát vậy với sau lưng nó có ôi. Dạ, vậy là không làm gì được. Không có làm gì được. Giờ còn một thằng ở là cũng như nó đâu có đi. Đi 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 đâu? Dạ. Thằng này đi đâu? Nhà bà là ở chỗ nào nhỉ? Ở dưới Sâm Dứ á. Sâm Dứ là ở khu nào? Ngọc Lãng ở Sâm Dứ. Ngọc Lãng ở Sâm Dứ. Nói nhà bà gì là người ta biết. Xuống bà ba Băng Ớt mà. Bà ba Băng Ớt ở chợ Tuy Hòa hả? Ở chợ Tuy Hòa dạ. là con bà ba người ta tặng hả là. À ba người ta tặng. Dạ cũng thông ở đây thì bà hỏi nhà là con Hạ. Dạ. Ngọc Lãng hả? Ngọc Lãng ở Bình Ngọc, Bình Ngọc hay là Phú Long ta? Bình Ngọc. Bình Ngọc dạ. Ở dưới chùa. Dưới chùa luôn. Khúc dạ, bà trên 80 tuổi mà đi bán tại chợ Tuy Hòa này các bạn. 84 tuổi. Bà sáng ăn gì đây vậy? Cơm chiên đem theo ăn á. À, dở cơm theo ăn. Dạ. Khu bà bán đây là khu trong chợ Tuy Hòa đây gọi là khu hàng gì ta? Đây chỗ hàng tạp hóa như cá. Hàng cá, hàng rau. Dạ. Bán mấy giờ bà đi bán à? Sáng buổi sáng mà đi tới sáng là dạ. Hồng đi 4 giờ ra mua 4 giờ ừ. Dạ. Hồng ra 5 giờ xuống đi bán tới mấy giờ bà bây giờ 12 giờ 12 giờ giờ bà đi tới đây bằng gì đi xe thô ạ xe thô hả không à, nhà bà có 3 người con tàn tật mấy người đó là khoảng bao nhiêu tuổi rồi bà lớn hơn 1 người 60 à, vậy là không làm ăn gì được không nên bà phải đi
đi bán buôn như thế này đó mà có tiền trang trải nuôi những người con tàn tật trong gia đình này các bạn. Ngày bà kiếm khoảng bao nhiêu tiền lời? Năm sáu chục hả? Còn năm sáu chục nuôi mấy mẹ ăn trong nhà? Cũng như là ba. Nhà bà là cái đây là khu này là khu như khu nào ta? Khu chợ. Khu ba là khu hàng sơ liều hàng khô, hàng khô liều sơ. Bà là bị gì cô? Dạng bệnh hồng tiểu đường xong rồi tai biến giờ mù mắt. Dạ, bà mắt bà không thấy. Không thấy hết, dạ. Hai con nằm chỗ giờ. Hiện tại giờ nằm một chỗ luôn. Chân cẳng giờ nó co rút lại luôn rồi nè. Không có đáy ra được. Và chân bà giờ đi không được rồi. Không được, nằm miết vậy á. Dạ. Bà thẳng cũng không được, trong tiêu vậy á. Bà bị vậy lâu chưa ta? Lâu cho giờ tính ra. Đây là các chị bán trước mặt nhà bà này.